Hi, chào anh tình yêu, chào các đấng sáng tạo yêu dấu ha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với truyền thông với thượng đế bên trong mỗi người ha. Các tình yêu có câu hỏi hay chia sẻ hay thắc mắc gì thì có thể bình luận hoặc gọi trực tiếp cho mình qua Messenger ha. Chúng ta cùng trao đổi hai chiều. Rồi, trong lúc đợi mọi người đông đủ thì mình sẽ live stream đã ha. Tình yêu nào có chia sẻ hay câu hỏi hay những thắc mắc mà cần giải đáp á, thì có thể gọi cho mình luôn qua Messenger hoặc là bình luận ở live stream ha. Ok, tình yêu nào có câu hỏi hay những thắc mắc muốn làm sáng tỏ thì có thể bình luận hoặc là gọi trực tiếp cho mình qua Messenger ha. Chúng ta sẽ trao đổi hai chiều. Việc trao đổi hai chiều nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc chỉ là bình luận và mình nói một phía. Ok. Chào tình yêu Thúy Trang.
Tình yêu Hoàng ha. Chào Thượng Đế yêu dấu. Chào các đấng sáng tạo yêu dấu. Ngày hôm nay mình vui mừng tiếp tục truyền thông với mọi người về việc lắng nghe tiếng nói của Thượng Đế bên trong và hợp nhất với Thượng Đế. Tình yêu nào có chia sẻ hay điều gì muốn giải đáp thì có thể bình luận, hoặc là tốt nhất là gọi trực tiếp luôn cho mình qua Messenger ha. Chúng ta nói chuyện hai chiều nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Trong đạo lễ, vợ chồng không tin tưởng nhau dẫn tới việc hết tôn trọng và xảy ra nhiều mâu thuẫn không đáng có. Tiếp tục sống như thế sẽ làm gia đình tan nát, là tấm gương không tốt cho các con. Nếu như vợ hoặc chồng trong trường hợp này chọn cách rời xa, không ly hôn để đảm bảo được chăm sóc cho con, học tập thuận tiện cho việc lao động sản xuất hơn, không làm phiền hàng xóm cho suốt ngày vợ chồng cãi nhau, thì có bị coi là vi phạm nhân quả không ạ? Thứ nhất là không ai đặt ra luật lệ gì về nhân quả, cho nên là không có vi phạm. Cái ý niệm buồn cười, thế tại sao những người theo đạo Phật thì mới coi là có nhân quả, còn những người không theo đạo Phật thì đâu có coi cái gì mà phạm nhân quả cái gì? Vậy chúng ta tìm tới những tôn giáo để sợ hãi hay để giải thoát? Mục đích mà ta tìm tới chân lý là gì? Nhưng mà chúng ta lại không tìm đến chân lý, chúng ta lại tìm đến tôn giáo, chúng ta lại tìm tới những hệ thống này, hệ thống kia, hệ thống tôn giáo này, hệ thống tôn giáo kia, và rồi tiếp tục sợ hãi. Trong khi mục đích ban đầu chúng ta là để trở nên hạnh phúc. Và người hạnh phúc chẳng có nỗi sợ nào cả. Vậy thì những gì gây ra nỗi sợ, những gì giới hạn chúng ta thì đều không phải chân lý, đều không mang tới sự hạnh phúc. Làm sao có thể hạnh phúc khi suốt ngày nơm nớp lo sợ thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là vi phạm nhân quả, thế nào là không vi phạm nhân quả? Ủa, thế nào là vi phạm nhân quả đấy? Ai đặt ra nhân quả mà lại vi phạm nhân quả? Vi phạm nhân quả thì sao? Bị trừng phạt à? Không. Thế giới này được tạo ra với cái quy luật là nguyên nhân và kết quả. Khi mà ta trồng hạt táo thì cây táo nảy mầm, thì nguyên nhân là trồng hạt táo, cho nên là cây táo là kết quả là nó nảy mầm thôi. Chứ sao lại vi phạm nhân quả? Vi phạm kiểu gì được? Tự cuộc sống này nó đã vận hành như vậy rồi, làm sao có thể đi ra ngoài cái đó được mà lại gọi là vi phạm? Nếu vi phạm thì chúng ta còn quyền năng hơn cả cái mà đang tạo ra cuộc sống này hay sao? Cho nên không thể nào vi phạm được, mọi thứ nó vẫn đang diễn ra hoàn toàn khách quan và hoàn toàn chính xác như nó vốn là. Còn cái nữa đó là muốn làm gì thì làm, nhưng quan trọng phải hỏi bản thân xem cái hành động đó có nói lên bản thân mình là ai hay không,
có nói lên cái ý niệm cao nhất về người mà mình thực sự là hay không. Hãy hỏi xem cái hành động đó nó có thể hiện bản chất của mình hay không, hay nó đang dựa trên nỗi sợ. Hành động đó dựa trên tình yêu hay nỗi sợ, chỉ thế thôi. Chứ tại sao lại cứ phải đi so sánh, nào là vi phạm cái này, vi phạm cái kia? Ai quy định ra những cái đó? Tại sao phải so sánh với những cái điều đó? Quan trọng là chính mình này này, người ta gọi là lương tâm á, tự mình thấy như vậy có hài lòng hay không? Như vậy mình có cảm thấy hài lòng, thoải mái hay không, hay sẽ phiền não tiếp? Điều gì mà mình làm mà mình thấy phiền não thì đó không phải chân lý, nó không mang mình tới người mà mình muốn trở thành. Khi mà ta hỏi câu này thì chắc chắn là ta chọn là một người hạnh phúc, đúng không? Vậy thì nếu mà ta làm cái gì mà ta thấy phiền não thì chứng tỏ cái hành động đó nó không phù hợp với người mà ta là. Nhưng thật ra mọi phiền não nó đều từ ảo tưởng mà ra, ta có thể làm bất kỳ điều gì mà không phiền não. Nhưng hãy quan sát kết quả, thế thôi. Hãy quan sát kết quả, xem kết quả nó có phục vụ cho cái lựa chọn của mình hay không. Không phán xét, nhưng hãy quan sát kết quả. Và nếu kết quả nó không phục vụ cho cái lựa chọn của mình thì hãy thay đổi hành động để tạo ra một kết quả mới. Hãy sáng tạo lại một kết quả mới. Chỉ như vậy thôi. Đời sống là sáng tạo, chứ đời sống không phải là để thưởng và phạt. Sống như vậy đâu khác gì là nô lệ đâu. Cứ suốt ngày phải nhớ quy tắc thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là vi phạm, thế nào là không vi phạm. Ồ, sống như vậy làm sao có thể bình an được? Làm sao có thể sống ở đây và bây giờ, sống trong khoảnh khắc hiện tại được? Cho nên tất cả những gì không khiến bản thân cảm thấy dễ chịu, cảm thấy yêu thương, cảm thấy thoải mái, vậy thì nó đã xuất phát từ ảo tưởng của nỗi sợ, và đó không bao giờ là chân lý. Hãy tìm ra những cái tư tưởng gốc rễ tạo ra những cái cảm xúc tiêu cực đó và rồi thay thế chúng. Còn bản chất của chúng ta không hề có sự tiêu cực nào hết. Khi mà chúng ta cảm thấy biết ơn, cảm thấy yêu thương thì đó là chúng ta đang sống với đúng bản chất của chính mình. Sống với đúng bản chất vốn có, bản chất thượng đế, bản chất thần thánh, bản chất Phật tính bên trong chính mình. Chứ không hề có cái sự phán xét hay là tội lỗi nào hết. Tội lỗi là chỉ do con người tưởng tượng ra mà thôi. Loài vật nó không biết cái điều đó. Và vì thế con người cảm thấy khó chịu với chúng và lại phán xét chúng, trong khi chúng sống rất vô tư và chúng vẫn đang tiến hóa đó thôi. Những đứa trẻ con đó là những người hạnh phúc đó. Tại sao ta chọn hạnh phúc mà ta không trở lại thành một đứa trẻ con vô tư, không phán xét? Chúng có thể làm bất kỳ điều gì và chúng vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, bởi vì chúng không có phán xét cho đến khi người lớn dạy cho chúng về đúng sai thôi. Chẳng phải đó là cái điều chúng ta muốn hay sao? Vậy mà cứ muốn phân định ra đúng sai, vi phạm hay không vi phạm, và hãy xem có phải chính những cái định kiến đó về đúng và sai, về vi phạm, về luật lệ này luật lệ kia mới khiến người lớn phiền não không? Tại sao trẻ con không phiền não? Sự khác nhau là gì? Có phải là những định kiến đó không? Vậy thì những định kiến chính là nguyên nhân. Vậy thì để hết phiền não thì biết rồi đó, bỏ định kiến đi. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu cũng từng nói và được ghi lại đó: nếu các ngươi muốn lên thiên đàng hay là muốn tới nước trời, các ngươi phải hồn nhiên như trẻ nhỏ. Phạm Minh Hồng: điều khó chấp nhận là linh hồn chỉ đi tìm trải nghiệm về bản thân nó,
Việc đi tìm tiền nó dễ chấp nhận hơn với loài người. Ai nói thế? Đấy là bạn nghĩ thế thôi. Đấy là điều mà bạn không chấp nhận chứ không phải là... Đấy là điều bạn khó chấp nhận chứ không phải là con người khó chấp nhận. Mình cũng là con người, mình cũng như bạn đấy. Nhiều người khác cũng như vậy đấy. Quan trọng là sự khác nhau ở đây đó là sự nhận thức. Khi nào chúng ta còn giữ cái ảo tưởng trong nhận thức rằng có sự tách biệt mọi thứ, nào là tiền, là tâm linh, là cuộc sống, là linh hồn, những cái đó mà tách biệt với nhau, thì chúng ta vẫn còn ở trong cái sự đấu tranh. Khi nào chúng ta thấy tất cả là một thì cái gì cũng có hết mà không cần phải đi tìm, không cần phải kiếm. Chúng ta có thể tạo ra chúng. Những bậc đại sư họ biết điều đó, họ có thể tạo ra vật chất ngay lập tức, muốn bao nhiêu tiền mà chả có. Còn những người khác cũng đang tạo ra đó thôi, nhưng mà dựa trên những cái tư tưởng đôi lúc nó mâu thuẫn nhau cho nên nó mới chậm xảy ra thôi. Do bạn nghĩ kiếm tiền nó khó cho nên là mới phải kiếm thay vì tạo ra nó, mới phải cứ phải bận tâm về việc tiền nong. Nhưng khi nào niềm tin của bạn thay đổi, bạn sẽ thấy nó rất đơn giản, chẳng có gì khó cả. Vấn đề nằm ở nhận thức. Nhận thức ở đâu, nhận thức tới đâu thì cuộc sống sẽ trải nghiệm những cái điều phù hợp tới đó. Cho nên là quan trọng vẫn là quay về tâm linh, nâng cao nhận thức về cuộc sống, về bản thân, hiểu về chính mình thì sẽ hiểu cả thế giới. Muốn bao nhiêu tiền mà chả có, cần gì phải đi kiếm. Nhưng con người á, không, đang nói chính bạn thôi. Chính bạn, chính bản thân đang cho rằng có sự tách biệt giữa tâm linh và cuộc sống, giữa tiền và tâm linh và cuộc sống, cho nên là mới nghĩ nó khó mới dễ. Đó là một ảo ảnh, không hề có sự tách biệt nào hết. Toàn bộ thực tại này chỉ đang phản ánh nhận thức của bản thân, niềm tin của bản thân mà thôi. Nó chính là chiếc gương phản chiếu. Thực tại này chính là chiếc gương phản chiếu những niềm tin và những nhận thức, quan điểm bên trong chính chúng ta. Hãy nhớ điều đó. Mình đã biến ra nhiều nghìn đô la rồi chứ không phải 1.000 đô la. Chẳng có gì là không thể cả. Chỉ có chính niềm tin mới mang cái sự giới hạn, hay là không giới hạn nó hay không mà thôi. Cái sự biến ở đây á, nó có nhiều cách thức. Có những người thì có thể tạo ra nó ngay lập tức khi mà sự sáng tạo của họ thuần khiết. Còn đa số mọi người đang tạo ra nó nhưng mất rất nhiều thời gian. Có những người thì nhanh hơn, có những người thì lâu hơn, và có những người thì mãi chẳng thấy đâu. Tất cả mọi người đều đang biến ra đó thôi. Quan trọng là tốc độ. Và cái gì quyết định tốc độ? Đó chính là cái tư tưởng thuần khiết. Nó có mâu thuẫn hay không? Nếu bạn không tin rằng bạn có thể biến ra 1.000 đô thì làm sao biến ra được? Biến ra kiểu gì? Nhưng nếu bạn tin rằng bạn có thể tạo ra biến ra 1.000 đô nhưng cần khoảng 1 tháng, vậy thì cái số tiền đó nó sẽ đến với bạn sau khoảng 1 tháng. Và bạn nghĩ rằng bạn cần phải làm gì đó để biến ra 1.000 đô thì bạn cũng sẽ làm gì đó để biến ra 1.000 đô. Bạn cho rằng cần phải như vậy để biến ra 1.000 đô, vậy thì niềm tin của bạn sẽ khiến bạn tạo ra thực tại chính xác như vậy. Bạn tin rằng bạn cần phải làm gì đó để trao đổi để có 1.000 đô thì nó là như vậy. Còn bạn tin rằng nó có thể là đến một cách bất kỳ như thế nào thì 1.000 đô đó nó có thể đến một cách bất kỳ như thế nào. Còn nếu bạn tin rằng bạn có thể tạo ra nó ngay lập tức, hoặc chỉ đơn giản là cuộc sống hay vũ trụ sẽ mang đến cho bạn ngay lập tức, thì nó có thể đến bằng bất kỳ cách nào, hoặc bạn có thể trực tiếp tạo ra nó. Tất cả nó chỉ nằm trong sự giới hạn của niềm tin của chính bản thân mỗi người. Nếu muốn biết thì hãy tìm gặp những bậc chân sư. Họ
có thể tạo ra vật chất một cách tức thời, vì họ hiểu rõ điều này. Còn nếu mà chỉ để lý luận ở đây thì chẳng giải quyết được gì cả. Chào Thượng Đế Phan Quyên ha. Nông Ngọc Nhật, em bị chó cắn không đi tiêm phòng mà ai cũng nói đi tiêm đi. Nghe nhiều mình khá lo lắng. Nó cũng giống như khi mà con người ta sống trong nỗi sợ hãi thì cái gì họ cũng sợ. Khi mà nỗi sợ có sẵn mình trong cái tư tưởng rồi thì bây giờ trên báo chỉ cần tung một cái tin là dịch sốt xuất huyết bùng phát chẳng hạn, bình thường một ngày không biết bao nhiêu lần bị muỗi đốt, nhưng mà chỉ cần một cái tin đó là bắt đầu con người lại hoang mang, lại sợ hãi, muỗi vừa chích cái là lại bắt đầu rủ nhau đi tiêm phòng sốt xuất huyết, trong khi cái điều đó rất bình thường. Rồi chó cũng thế. Ngày trước ở quê Tuấn Anh là bạn bè thỉnh thoảng chó cắn suốt có sao đâu. Ấy thế mà chỉ có một vài trường hợp trong cả mấy triệu dân bị dại thì ai cũng sợ và cho rằng cứ chó cắn là bị dại. Đó là một sự quy chụp. Lấy một trường hợp để kết luận cho hàng triệu trường hợp đó, nó chẳng khác gì tỷ lệ 1/1 triệu. Và rồi lại còn đinh ninh như là chắc chắn nó sẽ bị như vậy. Cho nên là hãy xem, hãy biết rằng thực tại nó phản ánh những niềm tin và nhận thức bên trong chúng ta. Vậy thì chúng ta muốn sáng tạo thực tại như thế nào? Chúng ta muốn trải nghiệm thực tại như thế nào? Muốn trải nghiệm thực tại như thế nào? Hãy sáng tạo thực tại đó, hãy tạo ra thực tại đó từ trong những tư tưởng, từ trong những lời nói và từ trong những hành động. Nếu bạn muốn bị dại thì nghĩ về nó, tưởng tượng mình sẽ bị dại. Nhưng nếu bạn không chọn điều đó, vậy thì hãy dẹp nó sang một bên và chỉ hình dung về sự hoàn hảo của cơ thể, của tâm trí và của linh hồn. Cảm nhận sức lực, sinh lực sống dồi dào trong cơ thể và sự hoàn hảo trong cơ thể, và cười khẩy với cái ý niệm là phải đi tiêm phòng. Lê Duy Chiến, làm sao để tâm định để vào thiền bạn? Bạn tìm kênh YouTube Thức Tỉnh Bạn Là Ai. Bạn nghe lại nhé. Bạn vào YouTube và tìm tới kênh Thức Tỉnh Bạn Là Ai. Rồi tìm tới mục danh sách Pháp có tên là Dẫn Thiền. Thì cái video mới nhất trong danh sách Pháp đó mình có giải thích và hướng dẫn, mình có nói bản chất, cơ chế và hướng dẫn, thì bạn có thể tham khảo trong đó ha. Thiên Thanh, khi mình chọn sống hạnh phúc và đang trải nghiệm sống với điều mình chọn mà vẫn thấy được cảm giác bồn chồn, nhận diện được điều đó, vậy làm sao để nó không còn cảm xúc đó? Thì mình phải tìm ra nguyên nhân chứ. Mình phải tìm ra nguyên nhân và mình thay thế nguyên nhân đó chứ. Chứ nhận diện được thì sao? Tìm ra được kết quả
là một chuyện, nhưng mà mình có muốn kết quả nó xảy ra nữa không thì mình phải tìm ra nguyên nhân và rồi mình tháo gỡ nguyên nhân chứ. Mọi cái cảm xúc tiêu cực nó đều do những cái định kiến, những cái quan niệm cố hữu, những cái lầm tưởng tạo ra. Vậy thì khi mà thấy những cảm xúc đó thì phải biết rằng đó không phải là cảm xúc thật sự, đó là do những suy nghĩ đang mạo danh nó thôi. Vậy phải tìm ra cái tư tưởng, cái quan niệm gốc rễ tạo ra cái điều đó. Ví dụ như là tự nhiên thấy mưa xong mình thấy buồn, tại sao mình lại thấy buồn khi mà trời mưa, cái này vô lý, không thể như thế được, mình không muốn như thế nữa. Vậy thì phải tự hỏi bản thân xem cái điều gì hay cái quan điểm nào mà lại cho rằng là trời mưa thì buồn, hoặc là tạo ra cái cảm xúc này. Thì mình có thể mình thấy rằng mình sẽ ngồi mình nhớ lại, có thể là mình xem phim, cứ xem phim xong có cái đoạn nào đó có một cái anh chàng thất tình, xong rồi nhìn thấy trời mưa, xong rồi buồn, xong nói mưa sầu cái gì đó chẳng hạn. Mình nhớ ra mình thích cái phim đó quá, xong rồi mình thích cái nhân vật đó, và mình thấy ồ, trong cái lúc đó mình thấy nhân vật này nói sao mà chí lý thế, xong rồi mình cũng hòa vào cái cảm xúc của nhân vật đó, mình bắt chước cái cảm xúc đó, xong rồi đến lúc trời mưa mình cũng lại, cái lúc đó mình nhớ lại cái câu nói cảm xúc của nhân vật đó, xong rồi mình cũng buồn theo, xong từ đó đến nay là cứ thấy trời mưa là buồn, ví dụ như vậy. Hả? Hãy tìm ra cái tư tưởng gốc rễ, cái quan niệm cố hữu, cái định kiến tạo ra cái cảm giác đó, tìm ra nó và rồi thay thế nó. Thay thế, ví dụ vừa nãy đó là thay thế rằng trời mưa là để xoa dịu cho mọi thứ, để cân bằng, để thanh lọc cho mọi thứ chẳng hạn, hoặc là trời mưa là cái sự hoàn hảo mà tạo hóa tạo ra để sự sống tiếp tục cân bằng đâm chồi này nó sau những ngày nắng, ví dụ như vậy. Khi chúng ta thay đổi điều đó, thay đổi những cái định kiến, những cái quan điểm đó, những quan điểm cố hữu đó, những cái niềm tin đó, thì sau đó chúng ta thấy trời mưa, chúng ta lại mang sức sống mới đến, chúng ta ra tắm mưa luôn, chúng ta chơi đùa mưa, chúng ta ngắm mưa, chúng ta thưởng thức cơn mưa luôn, chúng ta lại có cơ hội để mình tĩnh lặng rồi, lại có cơ hội để mình thưởng thức cuộc sống trong cái sự chậm lại rồi đó. Khi mà chúng ta thay đổi cái định kiến, thay đổi cái quan điểm cố hữu, thì thái độ chúng ta đối với cái sự kiện nó cũng sẽ khác đi. Vậy phải tìm ra nguyên nhân là một. Thứ hai là thay đổi cái ý nghĩa của nguyên nhân đó, thay đổi cái gắn mác cho nguyên nhân đó đi, không gắn mác nó như cũ nữa, có thể gỡ nó, cái mác nó ra hoặc thay thế nó. Thế đó. Nghe tiếng thiên nhiên thật đẹp. Chào tình yêu Nguyễn Sơn ha. Tuấn Anh cho mình hỏi, quay vào trong của mỗi người giống hay khác nhau? Nếu khác nhau thì liên quan tới thực tại của mỗi người có phải không? Quay vào trong là cái gì mà lại khác với giống nhau? Mình nói này, mỗi người phải tự rõ cái mình đang nghiên cứu, cái mình đang đào sâu, cái mình đang tìm hiểu là cái gì. Riêng cái khái niệm quay vào trong thì phải tự làm rõ với bản thân trước, chứ cứ nghe người khác nói quay vào trong nhưng bản thân không tìm hiểu xem quay vào trong là gì, là sao, thì nó giống như là mình cứ nghe một cái định nghĩa nào đó mới, xong rồi mình chả biết nó là gì nhưng mà cứ thắc mắc về nó.
phải tìm hiểu cho nó kỹ. Do chưa biết quay vào trong là cái gì cho nên là mình nghĩ mình không hiểu nó là cái gì, vậy phải hãy tìm cách để hiểu nó đi. Quay vào trong là gì? Quay vào trong chính mình, trong cái sự tĩnh lặng, thay vì hướng ra ngoài, ra thế giới qua những giác quan, thì bây giờ ta dừng những giác quan lại, biết không? Khi ta dừng quan tâm tới những thứ mà giác quan tiếp nhận được, mắt, mũi, miệng, tay, chân, các giác quan, thì ta bắt đầu thay vì quay ra thế giới bên ngoài thì quay vào thế giới bên trong, thế thôi. Quay vào thế giới bên trong thì cái gì mà giống người khác. Thấy mà thế giới bên trong nhạt lắm, không có gì quay ra ngoài hấp dẫn hơn. Cuộc sống quay bên trong không thấy gì, từ cái trong ra bên ngoài cũng không thấy gì. Bỗng có sự rung động gợi lên, đi sửa khén chén cái rồi vô nghe nhái kêu tiếp. Khi nào mình thấy được, mình nhận ra hoặc là mình chấp nhận, mình không còn phân biệt thế nào là bên trong bên ngoài nữa, thì mình sẽ thấy tất cả chỉ là một mà thôi. Những cái gì nó phản ánh ở thực tại, thật ra nó chỉ là phản ánh lại niềm tin, nhận thức của chính bản thân mình. Cho nên chúng ta sẽ thấy không có bên trong hay bên ngoài, nó là một hết. Nhưng với những người đang có là hướng ra những sự kiện mà các giác quan tiếp nhận được và quên mất mình là cái gì, thì mới phải tạm gọi là những cái gì xung quanh và thế giới bên ngoài. Còn những gì không phải là ở xung quanh, không ở thế giới bên ngoài, thì ngược lại là thế giới bên trong. Không thể định nghĩa được thế giới bên trong hay là quay vào trong là gì, cho nên chỉ còn có thể dùng cái cách là định nghĩa đối lập, tức là cái gì không phải thế giới bên ngoài thì nó là thế giới bên trong. Cho nên là nó rất phong phú, nó rất đa dạng, chứ không phải là quay vào trong là nó hạn hẹp đâu. Tất cả những gì không liên quan tới thế giới xung quanh, thế giới bên ngoài, thì nó là thế giới bên trong. Rất đơn giản như vậy. Và rồi cuối cùng chúng ta sẽ thấy rằng chẳng có trong hay ngoài, tất cả đều là một thôi. Đều là một. Đều là tư tưởng vĩ đại của Thượng Đế. Tất cả chỉ là tưởng tượng, chỉ là ảo ảnh. Chỉ có trải nghiệm này mới là thật. Cái thật duy nhất chính là cái mà chúng ta trải nghiệm. Trải nghiệm từ những cái ảo, nó giống như là chúng ta chơi game chẳng hạn.
những nhân vật trong cái trò chơi đó, trong cái game đó là ảo. Nhưng cái trải nghiệm việc chơi game thì là thật. Nó cũng giống như là đóng phim, đóng kịch. Những nhân vật đó đều là hư cấu, đều không có thật, đều là ảo. Nhưng những diễn viên thì họ trải nghiệm, cái trải nghiệm của họ khi đóng phim thì là thật. Nhân vật thì là ảo, nhưng cái trải nghiệm về nhân vật đó thì là thật. Đó chính là ý nghĩa cuộc sống này, đó chính là ý nghĩa mà Thượng Đế đang thể hiện, đang trải nghiệm. Chính là toàn bộ cuộc sống này, toàn bộ chúng ta đều là Thượng Đế. Toàn bộ cuộc sống này chính là Thượng Đế. Cuộc sống đang tự trải nghiệm chính nó, từ cái ảo mà trải nghiệm được những ảo ảnh, những sự tưởng tượng. Mọi người hay nói nương tựa nơi chính mình nên hiểu như thế nào? Tức là quay vào trong chính mình đấy, thay vì là cứ phụ thuộc dựa dẫm vào người khác, đi nương tựa người khác, thì là phải quay vào chính mình. Bởi vì vị thầy vĩ đại nhất là vị thầy bên trong, không phải bất kỳ ai ở bên ngoài cả. Khi mà chúng ta nương tựa vào ai đó ở bên ngoài, chúng ta đang đánh mất sức mạnh của bản thân. Chúng ta cho rằng bản thân yếu đuối và kém hơn họ, và chúng ta đánh mất đi, chúng ta không tin tưởng và không chấp nhận rằng mình cũng vĩ đại như họ, họ cũng vĩ đại như mình. Làm sao có thể chấp nhận được điều đó khi mà ta đang nương tựa vào người khác? Chỉ khi nào chúng ta quay vào bên trong chính bản thân mình, chúng ta mới thấy vị thầy vĩ đại thật sự, sự thông thái thật sự, sự huy hoàng thật sự. Chừng nào chúng ta còn hướng ra ngoài, chúng ta đòi nương tựa cái này, nương tựa cái kia, chừng đó chúng ta đang không biết chúng ta là ai. Chúng ta đang đánh mất sức mạnh vĩ đại, sự sáng tạo của bản thân. Chúng ta đánh mất quyền năng sáng tạo của bản thân, và chúng ta phụ thuộc vào người khác, khiến bản thân tưởng tượng rằng mình nhỏ bé hơn, tưởng tượng rằng có người vượt trội hơn. Một người đầy tham sân si trầm cảm có nên nương tựa vào mình không? Vấn đề là không có người nào như vậy. Chỉ có người tưởng là mình tham, tưởng là mình sân si, tưởng là mình trầm cảm. Còn chẳng có người nào là tham sân si, là trầm cảm cả. Chỉ có người tưởng tượng rằng, cho rằng mình là cái đó mà thôi. Bản chất của mỗi người là sự hoàn hảo, là vẻ đẹp thiêng liêng, là sự vĩ đại. Mình cũng từng như tất cả mọi người đang ở đây. Và cái sự khác nhau giữa lúc đó và bây giờ, đó chính là nhận thức. Nhận thức được mình là ai, mình là gì. Nhận thức được mình luôn là sự hoàn hảo, mình luôn là một với Thượng Đế, mình luôn là một với cuộc sống, mình luôn là tình yêu. Chẳng qua mình tưởng rằng mình không phải những thứ đó. Và như vậy, khi mình tưởng rằng mình không phải những thứ đó, thì mình sẽ hành động như thế mình không phải là những thứ đó. Nhưng khi nào mình chấp nhận mình thực sự là cái gì, hoàn toàn chấp nhận về điều đó, thì mình sẽ biểu hiện những điều tuyệt vời đó. Không có ai là trầm cảm cả, không có ai là tham sân si cả. Họ chỉ tưởng rằng họ trầm cảm, họ tưởng rằng họ tham sân si mà thôi. Đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Đó chỉ là sự tưởng tượng trong suy nghĩ của họ, trong tâm trí của họ. Còn thực sự, bản chất thực sự của họ không hề là như vậy, không phải là như vậy. Và ngay lúc nhận ra cái điều đó thì mọi thứ sẽ thay đổi ngay lập tức. Bởi vì dù là con cá nó có nhầm nó là con khỉ, thì kiểu gì nó cũng vẫn là con cá thôi. Mặc dù nó cứ nói nó là con khỉ, nó vẫn luôn là con cá thôi.
Và khi nó chấp nhận nó là con cá thì ngay lập tức nó sẽ thấy toàn bộ những đặc tính của con cá, và nó sẽ hành động như là một con cá, vì nó chính là con cá rồi. Cho nên là chỉ có chấp nhận, không cần phải hành động. Chỉ có nhận thức được, nhận biết, hiểu biết và chấp nhận, không phải là hành động gì để thay đổi cả. Sự thay đổi sẽ tự động diễn ra khi ta thấy ta là cái gì. Khi con cá nó thấy nó là con cá chứ không phải con khỉ, nó không cần phải trèo cây, nó không muốn trèo cây nữa. Sự thay đổi nó là tự nhiên và nó không cần cố gắng. Và khi ta thấy ta là gì, tự động ta không bao giờ tham nữa, ta không bao giờ sân si, và ta cũng không thấy trầm cảm nữa. Khi ta đã thấy ta thực sự là cái gì rồi, ta biết rõ, ta hiểu rõ và ta chấp nhận ta là gì rồi, thì những cái đó ta thấy nó không phải là mình, và ta sẽ không hành động như vậy nữa. Đó là cái điều hiển nhiên, đó là điều tự nhiên, mà không phải là một sự nỗ lực hay cố gắng nào hết. Mình hôm nay có khi chẳng giống ngày hôm qua và lại khác ngày mai. Vậy nương tựa vào cái sự thay đổi ấy, khác chi người chết đuối với được cọc, nhưng là không, nhưng là cọc không cắm cố định. Vấn đề là không nương tựa. Nương tựa có nghĩa là phụ thuộc, và có nghĩa là tạo ra một sự tách biệt. Con người cứ chấp vào ngôn từ, trong khi ngôn từ nó rất là tối nghĩa. Cái câu nương tựa vào chính mình ở đây, đó là quay vào trong chính mình, tin tưởng chính mình, tin vào chính bản thân mình, chứ không phải là nương tựa. Có mỗi một mình làm sao mà nương tựa được. Nương tựa nó phải xuất phát từ hai. Cho nên cái từ nương tựa vào chính bản thân ở đây, đó là đừng nương tựa người khác, thế thôi. Nhưng mà con người cứ thích đi phân tích, cứ thích chặt chém, cứ thích chia nhỏ từng từ ra, rồi phân tích từng chữ, từng tiếng, từng âm thanh. Đó là nỗ lực của tâm trí, và nó chỉ khiến chúng ta đi xa hơn bản chất của chúng ta mà thôi. Nên đừng phân tích, hãy hiểu cái ý nghĩa của nó, hiểu cái ý nghĩa, nương tựa vào chính mình, chứ đừng có đi tách từng từ ra, nào là nương tựa, nào là chính mình. Tách từng thứ ra và nỗ lực hiểu bằng tâm trí thì không thể. Hãy hiểu cái ý nghĩa của nó, tức là tin vào chính mình, lắng nghe tiếng nói của linh hồn, lắng nghe tiếng nói bên trong chính mình. Chứ nương tựa cái gì? Nương tựa chính mình là nương tựa sao? Là đừng có nương tựa người khác bên ngoài, thế thôi. Mình mới xin lời khuyên cho sự mâu thuẫn bên trong ạ. Làm sao để cân bằng được ham muốn vật chất trong trường hợp của em là muốn đi làm, muốn vật chất mà vẫn tĩnh để tu tập ạ? Lúc nào em làm gì chuẩn bị cho đi làm? Em 21 tuổi chưa tốt nghiệp thì sẽ làm không xong, dù bản thân khá nổi bật trong lĩnh vực của mình mà cảm thấy chưa tới, chưa đúng, làm cái này chưa được. Còn khi thiền thì tâm không yên được. Khi mà ta vẫn còn bận tâm về cái gì đó thì làm sao mà thiền yên được? Quan trọng ta ngồi thiền để làm gì? Rồi bạn dùng cái từ tu tập ở đây, mình nói luôn, tu tập là cái gì? Tại sao lại dùng một cái từ rất mù mờ về nghĩa đó? Bởi vì bạn chưa muốn dấn thân. Những người chưa muốn dấn thân sẽ dùng từ tu tập, bởi vì từ đó họ không hiểu rõ là cái gì, và họ cứ làm nó thôi. Họ cứ làm nó bởi vì họ không thực sự muốn giác ngộ, họ không thực sự muốn thấy ra chân lý. Cho nên họ phải vin, họ phải tìm một cái để họ nương tựa vào, đó là tu tập, đó là lên chùa, đó là lên núi. Họ tìm một cái để nương tựa, để vin vào đó, để chạy trốn thực tại, chạy trốn những cái phiền não, chứ không tìm cách để hóa giải, để chuyển hóa đó. Cho nên là họ dùng từ tu tập. Nên có ai tu mà giác ngộ đâu, có ai tu mà hạnh phúc đâu. Khi nào chúng ta không tu mà chúng ta
tìm ra chân lý cuộc sống và sống với chân lý thì tự động làm gì có phiền não. Chân lý là cái mang tới sự giải thoát, giải thoát thì hạnh phúc, làm gì có phiền não. Cho nên là phiền não thì mới tu, còn sống với chân lý sao phải tu, sao phải tu tập làm cái gì phiền não chứ. Và cái thứ hai nữa, khi bạn biết chân lý, bạn muốn bao nhiêu tiền mà chẳng có. Nhưng nếu bạn chưa muốn biết chân lý thì thôi cứ đi kiếm tiền đi. Bạn sẽ cứ dùng rằng và mâu thuẫn khi bạn lúc thì chọn cái này, lúc thì chọn cái kia. Vậy thì ở đây đó là sự nhất tâm, nhất quán, chỉ tập trung vào một thứ duy nhất thôi. Hãy hình dung bạn vừa đi xe đạp và hai tay bạn vừa phải ôm hai chồng bát rất là cao. Bạn vừa đi xe đạp mà hai tay vừa phải ôm chồng bát rất là cao và giữ nó thăng bằng. Liệu cái kết quả nó có thể xảy ra được là gì? Khi mà ta không có tập trung vào một thứ thì kết quả nó thường sẽ không tốt nhất. Đó là cái điều rất đơn giản và dễ hiểu. Cái chân lý đó nó rất dễ dàng và dễ hiểu. Rồi, bạn biết chân lý đó rồi, vậy bạn muốn sống cuộc sống như thế nào? Tập trung hay không tập trung? Nhất quán hay không nhất quán? Thì đó là sự lựa chọn trải nghiệm của chính bạn. Đó, nên không có lời khuyên nào cả. Khuyên có nghĩa là ngụ ý rằng có tốt và xấu, có đúng và sai, nhưng không, bạn chọn cái gì cũng được hết. Cuộc sống này không có phê phán cái gì cả, Thượng Đế không có phê phán cái gì cả. Nên là bạn không tập trung vào cái gì cũng được, nhưng cứ nửa này nửa kia cũng được. Nhưng cuộc sống nó sẽ cứ mâu thuẫn và kết quả nó chẳng ra sao cả. Còn khi bạn nhất quán chỉ một thứ thôi thì những cái khác, kết quả nó sẽ khác. Và cái điều thú vị là khi mà chúng ta hiểu về cuộc sống, hay hiểu về chân lý, hay là hiểu về Thượng Đế, thì tất cả những cái khác trong cuộc sống muốn bao nhiêu mà chả được. Nhưng mà hầu hết con người thì lại không như vậy. Cứ đi tìm cái khác, cứ đi tìm tiền bạc, công danh, sự nghiệp, các thứ, mà chẳng hiểu gì về cuộc sống, chẳng hiểu gì về chân lý cả, chẳng hiểu gì về Thượng Đế cả. Và như vậy chẳng khác gì mày mò, cứ vừa đi vừa mò, vừa đi vừa mò. Trong khi nếu biết chân lý thì nó giống như ta cầm cái ánh đuốc, chẳng phải mò gì hết, tự mọi thứ nó sáng rõ. Cái gì cũng có giải pháp, cái gì cũng có cách thức, cái gì cũng có thể hết. Nhưng mà không chịu, cứ thích chơi cái trò chơi nó khó khăn, xong rồi lại than vãn, mệt mỏi. Cho nên là hãy tìm cách hiểu Thượng Đế trước, rồi mọi thứ sẽ tự động có hết thôi. Còn nếu làm ngược lại thì nó là một trò chơi cực kỳ khó khăn đó. Cho nên than là đúng rồi, không có gì, không sao cả, cứ tiếp tục than vãn. Khi nào chán rồi, không muốn than nữa thì tìm tới chân lý của Thượng Đế. Chào Thượng Đế Hồng Mỹ ha. Ok, chào tình yêu Đức ha. Đổi tên Facebook nha.
Rồi tên mình gọi tên mới á, đó là phải tên của bạn. Nếu gọi thì sẽ nói là chào tình yêu đang dùng Facebook Đinh Triều Dương ha. Còn chúng ta mới có tên đâu. Anh ơi, sống là chính mình. Em chia sẻ xong cho mọi người, tự nhiên bên trong em nó khởi lên bản ngã về cái tôi, và nó không muốn chia sẻ nữa. Tự nhiên em chẳng muốn làm gì, không muốn học gì, chủ nhật nằm không. Thì sao? Vấn đề là đừng có phán xét. Vấn đề là đừng có phán xét. Nào là cái tôi, nào là cái này cái kia. Đừng phân tích. Hãy quay trở lại với cảm giác, quay trở lại với cảm xúc, quay trở lại với sự cảm nhận. Thế thôi. Buồn cười, cái phán xét là cái gì không biết. Năm cao. Tất cả những gì Tuấn Anh đang biết là dựa vào sách và kiến thức thực tế phải không ạ? Và vì sao Tuấn Anh lại phải tỉnh thức vậy? Bây giờ mình không có dựa vào sách hay kiến thức nào hết cả. Tất cả những gì mình đang biết nó chẳng ở đâu cả. Nó chỉ ở đây và bây giờ. Chả liên quan đến sách báo hay là kiến thức nào hết. Tất cả chúng ta đều có sẵn cái sự thông thái bên trong. Và mình chẳng biết gì cả đâu. Mình không biết gì cả cho nên là mình đâu có nói gì đâu. Chẳng qua là mọi người hỏi và mình quan sát thấy những cái lầm tưởng trong chính cái câu hỏi đó. Thì mình đang chỉ ra những cái điều đó. Và những cái gì mình nói, hãy xem mình có khẳng định cái gì không? Mình có đưa ra một lý thuyết mới không? Hay là mình chỉ đang nói cái nó đưa mọi người quay trở lại với sự thật trống rỗng bên trong. Với sự trống rỗng, mình bác bỏ tất cả mọi cái định kiến của mọi người, chứ mình đâu có đưa ra một cái kiến thức nào đâu. Và vì sao Tuấn Anh phải lại tỉnh thức vậy? Mình đâu có phải lại tỉnh thức gì đâu. Mình đang sống là chính mình. Mình đang sống với bản chất chân thật của chính mình. Và bản chất của con người là gì? Là tình yêu, là sự hoàn hảo, là điều đẹp đẽ, thiêng liêng, là Thượng Đế. Thượng Đế là thế nào, chúng ta là thế đó. Vì chúng ta và Thượng Đế là một. Mình không có lại phải thức tỉnh hay tỉnh thức cái gì cả. Không, mình không phải cái gì hết. Mình không phải làm cái gì hết. Không ai bắt mình làm cái gì hết. Mình làm vì tình yêu. Mình chọn mình là ai và mình làm cái điều đó thôi. Có những lúc mình chọn là một người tức giận. Có những lúc mình chọn là một người khó chịu. Đó là quá khứ. Còn bây giờ mình chọn là một người như thế nào thì mình sẽ phản ánh điều đó. Tại sao mình live stream chia sẻ ư? Tại vì mình chọn là một người, là một sinh mệnh hỗ trợ sự thức tỉnh của những sinh mệnh khác. Mình lựa chọn là một người truyền thông chân lý. Mình lựa chọn là một người, là một chân sư của Thượng Đế. Do mình lựa chọn như vậy cho nên là mình sẽ hành động phù hợp với những lựa chọn đó thôi. Tất cả mọi thứ nó chỉ đang phản ánh mình chọn mình là ai thôi. Chứ mình không phải cái gì hết. Chào tình yêu Nguyễn Công Đức ha. Lần ợp có hỏi xong lại quên. Về vấn đề anh thôi miên xong hỏi linh hồn ý, nó trả lời là không có nghiệp. Thế là anh nghe nó nói chứ không phải anh tự ngộ ra phải không? Tại sao mình up cái video đó lên? Và tại sao mình hỏi câu đó? Bởi vì mình muốn cho mọi người đa góc nhìn. Đôi khi mình nói là một phía, và đôi khi cái việc khai thác những cái nhận thức
từ nơi khác để mọi người thấy rằng chân lý thì nó là một, thế thôi. Những cái gì mình nhận ra mình chia sẻ và người khác nhận ra họ cũng chia sẻ vậy thôi. Và tại sao mình lại kết nối với linh hồn đó khi thôi miên? Bởi vì linh hồn khi mà đã giải thoát, khi mà đã ra khỏi thể xác và hợp nhất với Thượng Đế rồi thì là một với Thượng Đế, cho nên sẽ biết hết những cái đó. Và mình, chứ mình đâu có hỏi ông bán hàng ở ngoài chợ hỏi có nghiệp hay không xong mình up lên YouTube đâu. Quan trọng là mình hỏi ai và cái mục đích mình đăng nó là cái gì để mọi người biết, thay vì là đừng có tin Tuấn Anh, hãy cứ tham khảo thôi. Và tại sao mình nói không có nghiệp? Bởi vì mình thấy như thế. Ai đề ra nghiệp? Mình chỉ hỏi là ai đề ra nghiệp thôi. Tự mọi người mình quyết định, tự mọi người trả lời. Mình thấy chả có ai đề ra nghiệp cả, chả có ai tạo ra cái điều đó, chỉ có con người tưởng tượng ra thôi. Cho nên là mình nói không có, nhưng có cái quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả, thế thôi. Nguyên nhân là nếu chúng ta tin rằng có trọng lực trái đất thì khi mà thả cái lá bài này xuống thì nó rơi, đấy là kết quả, thì nó chỉ là nguyên nhân và kết quả thôi. Chứ còn mình đang nói không có nghiệp trong tôn giáo, vậy thôi. Tất cả những cái gì mình trải nghiệm, mình hiểu ra, mình nhìn nhận ra thì mình chia sẻ như vậy. Và đó chỉ là một cái lời gợi nhắc để mọi người tự đi đến mà thấy. Hãy đến mà thấy chân lý, chứ không phải nghe người khác, không phải tin người khác. Mình đã đi qua nó rồi và mình chỉ nói những cái rằng à, nếu mà bạn đến đây thì bạn sẽ thấy cái điều đó. Đừng tin mình, hãy tự thực chứng, hãy tự hỏi bản thân, hãy tự suy ngẫm, suy niệm và rồi hiểu ra điều đó, ngộ ra những cái điều đó. Nó giống như là những người đi trước thì họ chỉ đưa ra những cái dấu hiệu, những cái dấu mốc. Và rồi những người đến lúc bắt đầu sau đó thì trải qua cái điều đó thì không có thấy lạ lẫm, không có thấy hoang mang hay bơ vơ thôi. Chứ mình không có tạo ra thêm một đức tin nào hết hay một kiến thức nào cả. Nói rằng à, nó là thế này, hãy đến để thấy, hãy dấn thân rồi tự nhận ra cái điều đó. Chứ không phải tin vào mình. Tin vào mình làm cái gì? Sống có sống cho mình đâu. Cần gì phải bắt chước mình. Chị đang chọn như Tuấn Anh hay nghe. Cho chị xin lá bài xem hồ sơ xuất ngoại em nhé. Nếu mà chị chọn như em thì không cần phải xem lá bài nào hết. Hãy tự sáng tạo ra cái kết quả mà chị muốn, thông qua những tư tưởng, thông qua những lời nói và thông qua những hành động của chính chị. Anh Cao, Tuấn Anh có nhận định gì về thế giới vô hình, ma, hi hi? Chả có nhận định gì, chả có phán xét gì. Tình yêu muốn hỏi gì thì hỏi nó cụ thể, chứ còn đừng hỏi quan điểm. Mình không có quan điểm nào về cái gì cả. Mình không muốn có một quan điểm nào cả. Tất cả chỉ là nó, thế thôi. Không gắn mác, không phê phán, không phân tích. Cảm nhận, nhận biết, nhìn nhận nó là chính nó thôi. Không có nhận định gì hết. Nhận định là đang gắn mác, đang phán xét, đang dùng tâm trí. Hãy cảm nhận. Nguyễn Nguyễn, nghe Thượng Đế Tâm Anh chia sẻ, con thấy bình an lắm đó. Mà sau đó thì sao? Mang những cái hiểu biết sau khi được chia sẻ và áp dụng vào cuộc sống thì cái bình an đó nó mới tồn tại thật sự. Còn nếu không thì nó chỉ được cái lúc live stream thôi á. Vấn đề là biết là một chuyện, còn mang cái hiểu biết đó vào cuộc sống thì lúc đó mới là cái sự chuyển đổi.
cuộc sống nó mới thay đổi, hay đúng hơn là cách thức chúng ta phản ứng lại với cuộc sống nó mới thay đổi. Cuộc sống nó vẫn luôn thế, chả có gì thay đổi, chẳng qua là thái độ chúng ta đối với cuộc sống nó thay đổi thôi. Nhưng mà khi mà thái độ chúng ta thay đổi thì những kết quả nó lại thay đổi theo. Đó là cái điều nó thể hiện cuộc sống hay là thực tại, nó chỉ là cái tấm gương nó phản chiếu những cái tư tưởng, những cái nhận thức và niềm tin bên trong chúng ta thôi. Nên là muốn cuộc sống như thế nào, muốn thực tại như thế nào thì hãy định hình nó trong từng tư tưởng, từng lời nói và từng hành động. Với lại là do tình yêu đón nhận á, hôm trước có mấy người người ta nhắn cái link vào trong nhóm nào nào, mấy người người ta trong họ vẫn có định kiến phán xét, họ bấm vào xem các livestream, họ còn kêu là nghe được có một chút là thấy đau đầu, thấy buồn nôn hay là thấy khó chịu nên nhiều thì thoát ra ngay. Rồi thì nghe nói cái dè già, rồi thì nghe mà nhìn chả thấy nam tính ở đâu. Cùng một cái livestream nhưng thái độ chúng ta như thế nào thì nó sẽ tạo ra cái kết quả phù hợp với cái thái độ, với cái niềm tin đó. Có những người cũng đến do người khác nhắn cái link Facebook Nguyễn Thọ Tuấn Anh vào đó, những người người ta chả biết gì nhưng mà người ta thấy cái bình luận trước có cái định kiến, hay là người ta xem cũng trong sự định kiến nào là nói là thôi vừa vào thấy bán bộ bài này đã thấy sao sao rồi, khi mình có bán đâu, rồi có chia sẻ miễn phí đó, nhưng mà không đọc hết, chỉ đọc cái phần giá thôi là đã vội vàng kết luận rồi. Xong có người thì thấy những cái định kiến ở những cái bình luận trước, xong mới bấm vào link xem, vừa vào đã phê phán rồi, vừa vào đã bảo em không có suy nghĩ gì cả, nhưng mà em vừa mới xem được khoảng một chút thôi là đã khó chịu, thấy mệt mỏi rồi, thế phải thoát ra ngay. Cho nên là tất cả cái kết quả nó chỉ phản ánh cái niềm tin và cái thái độ khi mà chúng ta bắt đầu thôi. Xem dễ chịu bình an hay không là do chúng ta, nó chỉ đơn đang là nó cộng hưởng với cái lựa chọn có sẵn của chúng ta mà thôi. Tất cả do niềm tin tạo ra thôi. Vậy có ma không vậy? Ma là cái gì? Đầu tiên phải hỏi ma là cái gì đã. Ma đối với bạn khác ma đối với mình thì sao? Khái niệm ma là cái gì? Khi mà bạn thật sự rõ ràng về khái niệm đó thì bạn tự trả lời được luôn. Tự hỏi bản thân ma là cái gì? Hầu hết con người không tin vào bản thân á, cho nên là kể cả có trả lời được nhưng vẫn không tin. Nếu mà chúng ta chấp nhận, chúng ta thông thái, chúng ta sẽ hỏi bản thân và hỏi đến tận cùng thì chúng ta sẽ tìm ra được câu trả lời. Nhưng mà chúng ta không tin tưởng bản thân cho nên là chúng ta hỏi, chúng ta có câu trả lời nhưng chúng ta không tin, chúng ta cứ muốn hỏi người khác và cứ muốn người khác xác nhận, trong khi người khác cũng như chúng ta biết gì đâu. Cũng như chúng ta thôi, đâu có khác gì đâu, đâu có hơn gì đâu. Thành đúng vậy, nghe Tuấn Anh chia sẻ bình an
và đang chọn lựa thay đổi cách suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động. Chân lý luôn mang tới sự bình an, sự vui sướng, cho nên là tự bên trong mỗi người sẽ biết đâu là chân lý, đâu là ảo ảnh, do mọi người muốn đón nhận cho nên là mới thấy như vậy đó. Cho nên là hãy cảm ơn chính bản thân vì cho phép chính mình được cởi mở, cho phép chính mình mở rộng nhận thức và không có sự phán xét. Vậy ta nên phản ứng thế nào khi đọc những bình luận đó với anh? Sao lại nên hay không? Không có gì là nên hay không nên cả. Muốn làm sao cũng được, muốn phản ứng thế nào cũng được. Quan trọng mình là ai, mình chọn mình là ai thôi. Mà muốn phản ứng sao mà chả được, ai cấm đâu. Ai trừng phạt khi mà nên thế này nên thế kia không? Ai cấm đâu. Sao lại có nên mà không nên? Tất cả chỉ hỏi bản thân xem mình chọn mình là ai trong hoàn cảnh này. Em cảm giác là bé Tuấn Anh đang nói pháp nghịch nên nhiều người không hiểu sẽ cảm thấy khó chịu, còn con thì thấy được đánh thức. Không, mình không nói pháp nghịch hay pháp thuận gì hết, ý là nói rằng họ vừa mới vào xem được mấy giây đó nhưng mà họ vào xem với cái thái độ là đánh giá, là cái sự phán xét, mang cái định kiến từ cái việc là đọc những cái bình luận trước của người khác. Họ nói rằng vừa vào xem cái là phải ao ra liền thì thấy là nó khó chịu, nên là nó mệt mỏi. Có người vào xem thì đánh giá bạn này chả có nam tính gì. Nam tính thì tiếp tục vật lộn cuộc sống đi, vào xem làm chi.
ý là những người người ta vẫn còn sống phán xét nhiều, người ta vào xem cùng một thực tại, cái thái độ chúng ta với thực tại đó như thế nào, nó sẽ quyết định cái mà chúng ta trải nghiệm. Ý mình ở đây là nói như vậy. Cho nên là thực tại thì nó vẫn như vậy. Chính cái thái độ của chúng ta, chính cái niềm tin của chúng ta, nó sẽ quyết định chúng ta trải nghiệm như thế nào. Hãy nhớ kỹ điều đó. Cho nên cái sự thay đổi, cái sự chuyển đổi cuộc sống nó chỉ đơn giản là thay đổi thái độ sống, thay đổi niềm tin và quan điểm sống mà thôi. Tự những cái thứ khác nó sẽ thay đổi theo. Thay đổi nhận thức thì những cái thứ khác nó sẽ thay đổi theo. Còn cứ mang sẵn cái định kiến thì sẽ tạo ra những cái trải nghiệm nó giới hạn, nó mệt mỏi, nó khó chịu. Vì nó không theo cái định kiến của bản thân. Vậy thì hãy gỡ những cái định kiến ra, sống hồn nhiên như một đứa trẻ. Hồn nhiên, cho phép mọi thứ được là chính nó mà không gắn mác, không phán xét gì hết, thì chúng ta mới thấy cái điều tuyệt diệu của cuộc sống. Vậy ông chọn sao? Yêu thương, chọn là tình yêu. Cho nên câu hỏi sẽ là tình yêu sẽ làm gì lúc này, hay cách khác đó là thượng đế sẽ làm gì lúc này. Khi ta hỏi như thế, ta sẽ tự biết làm gì để phù hợp với người mà ta chọn. Và nếu mà ta chọn là một người đứng về cái này, đứng về cái kia, thì ta sẽ lại phản ứng y chang cái người như vậy. Mấu chốt là ta chọn ta là ai thôi. Tại sao phải hỏi mình? Bạn muốn bắt chước mình hay sao? Đừng bắt chước. Hay là chính bạn? Có khi nào họ cũng có phần đúng không ạ? Phần gì? Phần gì cơ? Chưa hiểu. Tức là cảm nhận của họ cũng có thể đúng đó ạ. Nếu mà nói như vậy thì bạn vẫn chưa hiểu những gì mình nói nãy giờ rồi. Thái độ. Thế tại sao tình yêu duyên nguyễn hay là tình yêu thiên thanh thì lại nói là cảm thấy bình an? Nếu mà đã gọi là đúng thì với 100 người, 1.000 người nó đều như nhau chứ. Nên là mình mới nói rằng chính cái thái độ hay cái niềm tin, cái quan điểm của chúng ta trước một cái sự kiện nó là gì, nó sẽ quyết định cái kết quả mà chúng ta nhận lại nó như thế nào.
hoặc bạn tự kết luận đi, không cần phải nghe mình kết luận. Mình chỉ thấy rằng đấy, có những người thì nói là nghe thì thấy bình an, có những người nói thì nghe thì thấy khó chịu, nghe thấy mệt mỏi. Vậy thì bạn thấy sao? Bạn muốn, bạn thấy gì qua cái trường hợp đó, qua cái hai cái kết quả đó? Tự kết luận, tự đánh giá đi, cần gì phải nghe mình đâu. Mình chỉ là đưa ra cái ví dụ để thấy thái độ nó tạo ra kết quả như thế nào thôi. Thế đạo Phật luôn đặt nặng nghiệp và phước ạ. Không phải là đạo Phật mà là tôn giáo. Tôn giáo mà được gọi là Phật giáo. Họ là biến tướng, xoay quanh cái cốt lõi của đạo Phật chỉ là cái không thôi, Bát Nhã Tâm Kinh đó. Thế mà biến đủ ra đủ kiểu, đã không có gì, đã vô ngã lại còn có phước và nghiệp. Đã vô ngã làm sao có thể tích phước? Cái gì tích phước? Phải có ngã thì mới tích phước được chứ, phải có cái ngã thì mới tích được nghiệp chứ. Trong khi luôn 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 miệng nói là vô ngã, luôn luôn nói không có gì hết, luôn luôn nói tính không, thế mà lúc nào cũng lại tự vả miệng đó là có phước, nào tích phước đi. Đã vô ngã thì cái gì tích phước? Ảo tưởng về có cái ngã tách biệt tích phước chứ cái gì. Thế đâu phải là vô ngã. Thế là cái ngã rất lớn đấy chứ. Ngã lớn thì mới nhiều phước chứ. Không, ngã nhỏ là gì có nhiều phước, làm gì tích được nhiều. Vô ngã thì lại càng không có phước, cũng càng không có nghiệp. Đây là nó mâu thuẫn rõ ràng ở trong đó. Nhưng mà không ai chịu suy ngẫm. Rất ít người chịu suy ngẫm. Giao hết cái nhiệm vụ suy ngẫm cho cái đầu gối rồi, cứ nghe thôi, nghe và tin thôi. Đó là nương tựa người khác, đó là mù quáng đó, đó là mê tín. Tâm linh là đến để thấy, chứ không phải là tin và nghe người khác nói. Trong khi họ cũng có giác ngộ đâu, họ cũng có giải thoát đâu, họ cũng vẫn đang phiền não. Nó mâu thuẫn rõ ràng như thế. Không mấy người chịu suy ngẫm nghiêm túc, bởi vì họ cũng không có muốn giác ngộ, họ không muốn giải thoát thật sự. Họ chỉ đang tìm nơi nương tựa để trốn tránh những phiền não tạo ra do những ảo tưởng của họ thôi. Họ trốn tránh cuộc sống thôi. Họ trốn tránh cho nên họ gọi là họ tu tập. Họ không tu gì đâu, ngồi thiền mà gọi là tu, ăn chay mà gọi là tu, rất là cái tu. Sao lại gọi là tu tập được? Có chịu suy ngẫm đâu. Cái vấn đề rất đơn giản như thế, không có gì, nó gọi là vô ngã mà vẫn có phước và nghiệp đấy.
đến đứa trẻ con nó cũng biết, đứa trẻ con mấy tuổi nó cũng biết rồi. À, vô ngã thì cái gì tích phước, cái gì tích nghiệp, có mấy ai chịu suy ngẫm đâu, cứ toàn giao cho hết người này giảng người kia giảng, không thèm đọc nữa. Đọc cũng không thèm suy ngẫm, cứ thế mà tin thôi. Cái mâu thuẫn rõ ràng như vậy, không bao giờ hỏi, không bao giờ tự hỏi bản thân. Vậy mà cứ tôn sùng anh cho em hỏi là linh hồn lựa chọn đầu thai vào người mẹ có ý định phá thai ạ, có thể là một kiểu lựa chọn hóa giải nghiệp trước khi linh hồn đó cũng có từng rời bỏ con mình. Nói rồi không có nghiệp đó, quay trở lại câu hỏi đó, thế thôi, không có nghiệp. Hay là linh hồn chọn kiếp sống để trải nghiệm nhưng xui gặp người mẹ nạo phá thai nên bản kế hoạch linh hồn không được thực hiện, bị mắc kẹt ở đó. Thì vấn đề là bạn nghĩ rằng có thời gian tồn tại. Cái thứ hai đó là nghĩ rằng có sự tách biệt, rằng có người mẹ và có linh hồn đồng thai kia, họ là một. Và tại sao bạn lại cho rằng nạo thai là xui xẻo, không đầu thai ở gia đình này, đầu thai gia đình khác, mắc chi thì là xui xẻo? Có bị lỡ cái gì đâu, không phải đầu thai ở cái gia đình này là được vàng, là được tiến hóa, là được cái gì đó. Không, gia đình này gia đình khác mất trí, sao lại cho rằng cái việc nạo phá thai là xui xẻo? Bộ thiếu người đẻ hay sao mà cho rằng bộ 100 năm mới có một người đẻ được hay sao mà cho rằng là cái người đó nạo phá thai phải đợi thêm 100 năm nữa thì mới được đầu thai tiếp xuống đấy? Sao lại cho cái việc nạo phá thai là xui xẻo đối với một linh hồn mới đầu thai? Đó là một cái định kiến, là một cái lầm tưởng mà kiến tạo ra cái câu hỏi này. Vấn đề là bạn đang phán xét cái việc nạo phá thai là xấu, cho nên là câu hỏi này mới xuất hiện. Cứ phán xét đúng sai tốt xấu thì chỉ khiến cho càng ngày càng phiền não thôi. Càng ngày càng tiếp tục tạo những ảo tưởng để phán xét mệt mỏi. Chả nói lên người ta là ai.
một điều mình hơi thắc mắc. Tính theo luật nhân quả, lại theo luật nữa rồi, ai đặt ra cái luật đó? Bây giờ mình hỏi bạn trước đó là tại sao cứ đặt ra là tính theo luật này, tính theo luật kia, ai đặt ra cái luật đó? Và cái người đặt ra cái luật đó thì cái luật đó nghiễm nhiên đúng hay sao? Bây giờ một người bất kỳ, một người ăn xin qua đường, họ nói là luật nhân quả là như này, là như kia, thế cũng tin là có cái đó hay sao? Tại sao không tự mình quyết định, tự mình suy ngẫm và tự mình nhìn nhận xem nó là cái gì, mà lại nghe người khác nói xong rồi à, luật nhân quả là này, luật hoa quả là thế kia, luật củ chuối là thế nọ, luật ve chai là thế kia, thế ai có quyền đặt ra những cái luật đó? Họ thích nói sao là được hay sao? Buồn cười. Theo luật nhân quả thì chúng ta phải trả lại kết quả ta đã làm trong tiền kiếp. Chả có cái luật nào như thế hết. Bây giờ bạn lấy cái luật đó ở đâu vậy? Bạn lấy cái câu nói đó, bạn lấy cái định nghĩa đó ở đâu vậy? Đừng có nói là đọc sách từ cái nhà thôi miên nào nhé. Họ không có thẩm quyền. Vậy theo mình thấy, nếu ta đã tạo ra một điều xấu và bây giờ phải trải nghiệm khổ sở, thì có khi nào trong lúc ta khổ là ta lại cố gắng, lúc ta khổ là ta lại cố gắng nhưng lại bị lún sâu hơn và cứ tạo kết quả xấu, cứ như vậy ta sẽ đi về đâu? Vấn đề là bạn đang đưa ra một cái giả định lầm lẫn. Chả có vấn đề là trả nghiệp kiếp trước cái gì cả. Bạn lấy cái dẫn chứng đó ở đâu? Bạn lấy cái định nghĩa đó ở đâu này? Đó, hãy tìm về cái nguồn gốc mà bạn tìm ra cái định nghĩa đó và tự hỏi xem tại sao họ có quyền đưa ra cái định nghĩa đó. Họ là ai mà họ có thể đưa ra cái định nghĩa đó? Và tại sao bạn lại tin vào cái định nghĩa đó? Cái thứ hai nữa, đó là cảm thấy khổ là một loại ảo tưởng, là một loại định kiến. Mình cũng có thể trải nghiệm như bạn, mình không thấy khổ. Khác nhau ở đâu? Khác nhau chính là định kiến, nhận thức. Khác nhau chính là thái độ đối với nó, hay đúng hơn là góc nhìn về nó. Bạn thấy ngủ ngoài trời là khổ, mình thấy nó rất tuyệt, nó đã hơn ngủ trong nhà. Bạn thấy cái điều gì là khổ là do bạn thấy nó là khổ thôi. Còn người khác có thể thấy nó là vui, thấy nó là bình thường, thấy nó là vui sướng, thấy nó là tuyệt vời. Vấn đề là ta muốn thấy nó là như vậy thôi. Không có gì là khổ hay sướng hết. Ta gắn mác cho nó là gì thôi. Nó chỉ là nó, không có khổ hay sướng cả. Nó chỉ là nó thôi. Tất cả chỉ là những lầm tưởng ta gắn cho nó. Thế nên chả có trả nghiệp nó hết. Bạn thấy bạn khổ vì bạn muốn thấy rằng đó là khổ, vì bạn muốn gắn cho nó là khổ. Chứ không có cái gì là khổ hả? Bạn thấy không có việc là khổ, mình thấy sướng. Chả gì phải làm cả, chỉ là sáng tạo, vui chơi. Đó chẳng phải là cuộc sống tuyệt vời hay sao? Không nhất cuộc sống tuyệt vời là phải làm cái điều mình không muốn. Nên là tất cả nó ở góc nhìn và nhận thức, cũng như là ở thái độ, mình muốn thấy nó là gì thôi. Chả có gì là khó hết, chả có gì là sướng hết. Chỉ là cái lầm tưởng mình gắn cho nó thôi. Nó không là gì cả, nó là chính nó. Khi anh thiền định, anh cảm thấy tuyệt như thế nào ạ? Tuyệt như thế nào làm sao mà nói được? Thành Luân trong cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh nói vậy. Thế cuốn sách đó là cái gì mà có thể nói như vậy và người khác phải tin là như vậy? Bây giờ mình cũng viết một cuốn sách và mình nói như thế thì bạn cũng phải tin những cái gì mình nói trong sách hay sao? Rồi ngày mai một
một cái người bất kỳ nào đó hàng xóm của bạn cũng xuất bản một cuốn sách và viết những cái điều ngược lại. Thế thì cũng là một cuốn sách xong đặt tên là Ngàn lẻ một kiếp nhân sinh. Thì bạn tin vào cái gì? Tại sao lại cứ tin vào sách trong khi mình không tự suy ngẫm? Sách viết là một chuyện, nhưng cái sự thông thái của mình ở đâu? Trí tuệ để làm gì? Để suy ngẫm hay để làm cái gì? Hay là chỉ biết nghe theo? Bao nhiêu người nói thế, tại sao lại chỉ nghe cái điều đó? Cho nên đó chính là mê tín đó. Không có tự suy ngẫm mà cứ nghe người khác nói thôi, xong rồi cho đó là chân lý. Mình cười. Chơi, đi chơi thôi nhé, chơi đi. Mọi khoảnh khắc đều là vui chơi, nhưng không cần phải đi. Ngay lúc này chúng ta mở hội, ngay lúc này chúng ta vui chơi, không cần phải đi đâu cả. Ở đâu thì cũng thế thôi mà. Vậy thì hãy mở hội mọi lúc, ngay lúc này, ở đây. Hãy cùng biến cuộc sống trở thành lễ hội, tạo những điều tuyệt vời nhất, nói lên ta là ai. Trong giấc mơ chẳng làm gì, cứ đi chơi ngắm trời ngắm mây, gặp sợ hãi thì bay qua bay lại nhé. Chính là như vậy đấy, cuộc sống này chính là như vậy. Có làm gì đâu, không phải làm gì, mà là phải là gì, là ai. Rồi chúng ta sẽ hành động, chúng ta sẽ làm những thứ phù hợp với người chúng ta chọn. Nhưng mà con người bị thôi miên hết rồi. Bị thôi miên là cứ phải đi làm kiếm tiền cơ, không được chơi. Bị thôi miên hết rồi, bị thôi miên trở thành nô lệ cho cái tầng lớp cầm quyền, cho tầng lớp. Cứ phải kiếm tiền nữa, không có dành thời gian cho bản thân. Cứ nghĩ là phải đi kiếm tiền mới là sống, trong khi loài, các loài động vật đấy, nó hát hò suốt thì kìa, nó phải kiếm tiền đâu, nó vẫn sống, nó còn sống tốt hơn người rất nhiều. Mỗi con người là sống như ấy thôi, không bằng loài động vật. Chó con mèo thấy nó còn sướng hơn, bởi vì chính con người tạo ra cái định kiến đó mà. Sống là phải kiếm tiền. Kiếm tiền làm cái gì? Để hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc đi, hạnh phúc đi, làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm. Sao lại phải kiếm tiền để hạnh phúc? Hạnh phúc luôn đi. Không chịu, không chịu thì thôi, chịu. Có ai chết đói được đâu, thế mà cứ lo đấy. Trong giấc mơ thể hiện rõ,
Khi chúng ta hạnh phúc, chúng ta sẽ cho đi nhiều hơn. Chúng ta sẽ tạo ra những cái thứ phục vụ cho mọi người. Đó mới là những thứ mang lại những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Và như thế chả ai để chúng ta chết đói cả đâu. Tại sao phải đi làm là cái gì? Sao không hạnh phúc đi? Và rồi hành động, làm những điều một người hạnh phúc làm. Vậy thì nó còn hơn cả đi làm, đi kiếm tiền. Mà tiền nó sẽ tự chảy vào túi chúng ta. Chúng ta không phải đi kiếm nó, nó sẽ kiếm chúng ta. Cái điều đó rất là đơn giản đấy thôi. Bất kỳ người thành công có nhiều tiền, họ đều chia sẻ như thế hết thôi. Họ không theo đuổi tiền, họ theo đuổi đam mê. Tiền theo đuổi họ. Họ làm những cái gì mang lại lợi ích cho nhiều người và họ trở nên giàu có. Chứ họ không cố kiếm tiền từ người khác, họ tìm cách giúp đỡ người khác. Và vì vậy họ có nhiều tiền. Và có nhiều thứ nữa chứ không phải mỗi tiền. Tiền nó chỉ là một trong những hệ quả mà họ sẽ nhận lại khi mà họ tìm cách giúp đỡ người khác, họ giúp đỡ nhiều người. Rất đơn giản như vậy, công thức cực kỳ đơn giản như vậy. Giúp đỡ người khác chính là yêu thương đó thôi. Khi chúng ta yêu thương, chúng ta sống với tình yêu thương, mọi cánh cửa, tất cả mọi cánh cửa khác sẽ tự động mở ra. Đừng đi kiếm cái gì cả. Đừng kiếm cái gì hết. Nó có ở đó rồi. Khi chúng ta sống với chân lý, tự mọi thứ sẽ lo cho chính nó. Linh hồn khi đầu thai thì quên hết tất cả, tương tự cho các linh hồn khác cũng vậy. Chúng ta cũng sống trong thời không gian với những lựa chọn khác nhau, thì đưa đến kết quả khác nhau. Vậy bản hợp đồng linh hồn kia sẽ xuất hiện thế nào ạ? Bạn biết gì về bản hợp đồng linh hồn mà hỏi như giống như kiểu là biết rất rõ bản hợp đồng linh hồn là gì á? Cái vấn đề của những người mới tìm hiểu về những cái khái niệm tâm linh ấy, là họ không tìm hiểu đến nơi đến chốn. Họ cứ nghe, chỉ nghe cái tên gọi thôi, xong rồi nghĩ rằng mình biết cái đó. Chả biết thì, nhưng mà không có tìm hiểu cho nó rõ, cho nó kỹ, mà chỉ nghe loáng thoáng thôi, xong rồi tự định hình đó, không có rõ ràng, nên là mới hỏi thế. Vậy bây giờ muốn biết câu trả lời thì phải hỏi bản thân bản hợp đồng linh hồn là cái gì, thì tìm hiểu cho nó rõ ràng ra đã. Bây giờ mình hỏi bản hợp đồng linh hồn là gì nào. Nếu muốn hỏi cái điều đó thì trước tiên phải biết bản hợp đồng linh hồn là gì đã. Có cái điều đó hay không? Làm gì có bản nào? Nó là kế hoạch của linh hồn chứ làm gì có bản nào ai ký kết cái gì đâu. Nhưng mà vì không hiểu cho nên là cứ loáng thoáng cái này, loáng thoáng cái kia. Vậy thì hãy tìm hiểu tiếp đi. Hãy tìm hiểu cho kỹ vào rồi hãng hỏi. Nghiên cứu cho kỹ vào hãng hỏi. Mình ở đây là để mọi người, mình đặt ra những câu hỏi để tự mọi người ngộ ra, chứ không phải để trả lời đâu. Nếu mà nghĩ mình trả lời thì lầm đó. Mình sẽ giúp mọi người tự trả lời được. Thì đó mới là nhận thức của mọi người. Đó mới là mang lại sự thông thái cho mỗi người. Còn mình trả lời thì đấy là sự thông thái của mình. Khi nào mà mọi người tìm tới mình và mình đưa ra những câu hỏi và mọi người tự trả lời được, đấy mới là quay vào bên trong. Đấy mới là trở lại với sự thông thái. Đấy mới là sự thức tỉnh. Đó mới là nhận thức của chính mỗi người. Chứ còn mình trả lời thì nó chả giúp gì cho mọi người đâu. Nên
Nếu mà muốn hỏi những cái định nghĩa như thế thì hãy tự tìm hiểu, tự nghiên cứu cho nó kỹ đi đã. Mình sẽ không trả lời định nghĩa. Bởi vì định nghĩa nó mang cái lầm tưởng ở trong đó. Vậy thì mình sẽ hỏi cái định nghĩa đó là cái gì? Hi, chào tình yêu Nguyễn Nam ha. Làm sao để tự mình chuyển hóa những suy nghĩ tiêu cực và năng lượng xấu của bản thân, thay đổi nhận thức về những cái vấn đề đó. Chừng nào bạn vẫn còn những cái định kiến về nó thì làm sao mà chuyển hóa được? Chuyển hóa là gì? Khi mình thay đổi nhận thức về cái vấn đề đó, tự động mọi thứ nó sẽ thay đổi thôi. Khi mình thay đổi cái nhận thức là mưa thì nó buồn, bằng cái nhận thức khác, mưa mang tới sự sống, mang tới sự tưới mát, mang tới sự chữa lành, mang tới sự nghỉ ngơi, mang tới sự bình an, thì bạn sẽ tự động không còn cái cảm xúc buồn khi mà trời mưa nữa. Tất cả nó chỉ là cái vấn đề về cái việc nhìn nhận và thay đổi lại những cái định kiến thôi. Và để thay đổi những định kiến thì thay đổi cái sự hiểu biết về nó, thay đổi cái sự nhận thức về nó, thay đổi nhận thức về cuộc sống. Thay vì nhìn rằng thế giới nó thiếu thốn thì ta nhìn nhận, ta tĩnh lặng, ta nhìn nhận lại và ta thấy ra cuộc sống nó đủ đầy, ta chấp nhận cái điều đó, ta sống với điều đó thì tự động nó chả chả phải tham lam cái gì hết. Thì chính là cái sự thay đổi nhận thức nó mới là gốc rễ của mọi sự thay đổi. Thay đổi cái định kiến, thay đổi những niềm tin, thay đổi nhận thức thì những cái khác sẽ thay đổi một cách tự động mà không phải cố gắng cái gì hết. Thế thôi, cực kỳ đơn giản như vậy đấy. Quan trọng là bạn biết rồi và hãy sống với những cái bạn biết.
đừng chỉ hỏi thôi, hãy sống với những cái mà bạn biết nữa. Bạn có câu trả lời rồi đó. Hãy biểu hiện cái phiên bản vĩ đại nhất của chính mình mà bản thân có thể tưởng tượng được. Khi sống như vậy, mọi cái vấn đề đều được giải quyết hết, chả còn gì là vấn đề nữa, mà sẽ tạo ra một cuộc sống ngoạn mục, một cuộc sống tràn ngập niềm vui, tràn ngập tiếng cười. Tại sao lại không tạo ra cái điều đó, tạo ra cuộc sống như vậy, đúng không nào? Tuấn Anh cho anh hỏi là khi nào mình nhận ra được sự giác ngộ trong chính mình? Khi nào thì phải hỏi anh chứ không phải hỏi em. Chính câu đấy phải hỏi chính bản thân. Khi nào mình chọn giác ngộ? Sao hỏi người khác gì? Khi nào mình chọn giác ngộ? Khi nào mình quyết định mình giác ngộ? Khi ta chọn lựa mình là người trí tuệ thì làm thế nào để mình sống như một người có trí tuệ? Khi nào ta chọn là một người trí tuệ thì ta sẽ tự biết làm gì? Đấy. Khi mà ta chưa chọn là người sống trí tuệ thì ta mới hỏi câu này. Khi nào mình chọn mình là người trí tuệ, mình chọn mình sống là một người trí tuệ rồi thì mình sẽ tự động mình sống, mình suy nghĩ, mình hành động, mình nói với cái sự thông thái trí tuệ. Khi mình chọn mình là một người trí tuệ rồi thì chả làm thế nào để mình sống như là một người trí tuệ cả. Mình tự sống là một người trí tuệ được. Mình sẽ tự quan sát từng cái hành động của mình xem đấy có phải là trí tuệ không. Mình sẽ tự quan sát những cái suy nghĩ, những cái lời nói xem nó có phải trí tuệ hay không. Mình chưa chọn thì mình mới hỏi như vậy. Khi nào mình chọn rồi thì mình tự biết mình là trí tuệ, mình là người trí tuệ cơ mà, thì tự mình sẽ biết, tự mình sẽ đánh giá xem cái gì là trí tuệ, cái gì thì không. Khi mình chưa chọn thì mình mới hỏi thôi. Khi nào mình chọn sống như thế thì mình tự biết. Cho nên là hãy chọn sống và hãy sống như thể mình là một người trí tuệ ngay và luôn đi. Đừng có hỏi làm sao hết. Khi đó tự mình sẽ đặt câu hỏi là một người trí tuệ thì sẽ sống như thế nào? Đấy, và tự mình trả lời. Vấn đề là mình phải hỏi bản thân, không phải hỏi người khác. Rồi mình sẽ tự hỏi trong cái hoàn cảnh này thì một người trí tuệ sẽ làm gì? Hoặc sẽ suy nghĩ ra sao?
hoặc sẽ nói như thế nào. Đấy, khi mình tự hỏi bản thân thì mình sẽ có câu trả lời. Vấn đề là không hỏi người khác mà hỏi bản thân mình, một người trí tuệ thì sẽ làm cái gì trong trường hợp này, rồi một người trí tuệ sẽ suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề này, một người trí tuệ sẽ nói những cái điều gì trong cái hoàn cảnh này. Đó. Thế là hãy sống như thể mình là một người trí tuệ luôn đi, đừng hỏi làm sao cả. Khi đó tự ta sẽ đặt ra những câu hỏi như thế cho chính mình và ta sẽ có câu trả lời. Quan trọng mình phải rõ ràng cái hình ảnh và cái định nghĩa về một người trí tuệ là như thế nào. Chứ mình vẫn mông lung về một người trí tuệ là gì thì đấy là mình đang bắt chước người khác, chứ mình đâu có muốn mình là một người trí tuệ đâu. Khi mình thực sự chọn là một người trí tuệ thì mình phải hiểu rõ ràng người trí tuệ là người như thế nào. Và khi mình đã hiểu rõ rồi thì mình sẽ biết thừa một người trí tuệ sẽ hành động như thế nào trong một những cái hoàn cảnh này, rồi một người trí tuệ sẽ nói những cái điều gì hay sẽ suy nghĩ như thế nào trong cái hoàn cảnh đó. Khi mình đã hiểu rõ một người trí tuệ là như thế nào rồi thì mình sẽ tự biết, và quan trọng là mình chọn sống như là một người trí tuệ thôi. Không biết thì mới hỏi một người trí tuệ thì như thế nào hết rồi. Vậy thì hãy tìm cách xem một người trí tuệ là như thế nào đi. Đối với các con mình thì mình nên là người như thế nào để các con mình coi mình như một tấm gương sáng, là một người trí tuệ đó anh. Là một người trí tuệ đó. Anh vừa hỏi ở câu trên rồi đó. Hay đúng hơn là một người thông thái. Vì trí tuệ nó vẫn mang nhiều cái kiến thức ở đây. Một người minh triết, một người thông tuệ, một người thông thái, trí tuệ cũng được. Nhưng mà nó mang cái sự thông minh của xã hội, chứ không phải là cái sự thông minh bản chất, thông minh của bên trong. Còn mình nên là người như thế nào để là một tấm gương sáng, thì mình là một tấm gương sáng thôi, chứ là thế nào, mình là phiên bản tốt nhất mà mình có thể hình dung được thôi. Sao những câu hỏi đơn giản như vậy không tự hỏi bản thân mà cứ ngại suy ngẫm vậy? Những câu hỏi như thế thì nên hỏi con mình, nên hỏi những đứa trẻ. Nếu mà mình không muốn hỏi bản thân, nếu mình lười suy ngẫm quá, thì tốt nhất hay hỏi những đứa trẻ. Vì đến một đứa trẻ nó cũng biết, thì nó cho mình thấy rằng mình đã quá lười suy ngẫm rồi, mình đã quá là giao phó cuộc đời mình cho những người khác, cho nên cuộc đời mình nó mới như vậy. Hãy hỏi những đứa trẻ để thấy rằng một đứa trẻ nó cũng biết. Vậy tại sao mình lại không tự hỏi bản thân mình, tại sao mình lại lười suy ngẫm như vậy? Mình thấy rằng mình cũng có thể tự trả lời được hết. Vấn đề là phải tin tưởng vào bản thân. Như anh thấy thì để trở thành một người có trí tuệ thông thái thì cần phải có rất nhiều kiến thức về mọi mặt. Thế thì anh lầm rồi. Bởi vì em không có kiến thức gì về rất nhiều mọi mặt cả. Còn nếu anh muốn cái trí tuệ như vậy á, thì đó chính là cái rào cản ngăn cản anh. Vậy thì anh hãy tìm hiểu kiến thức về mọi mặt đi. Đấy, anh biết cách để trở nên trí tuệ rồi đấy. Thế thì hãy thực hiện cái điều đó đi. Tự bên trong anh có câu trả lời mà. Nếu cái định nghĩa của anh là một người trí tuệ thông thái
là cần phải có rất nhiều kiến thức về mọi mặt. Vậy thì hãy đọc thật nhiều sách, xem rất nhiều thứ về mọi mặt đi. Anh tự biết cần làm gì mà. Nhưng mà em nói, hãy tìm tới những người mà anh cho là trí tuệ thông thái, do có rất nhiều kiến thức về mọi mặt như vậy, xem có ai không. Nếu có hãy tìm tới họ và hỏi họ có hạnh phúc không, con họ có như họ hay không, những người xung quanh họ có như thế hay không, hay là đơn giản nhất là họ đã hạnh phúc hay chưa. Trí tuệ thông thái làm gì có liên quan đến kiến thức. Nói thế thì các giáo sư, các tiến sĩ họ họ hạnh phúc hết rồi, họ giác ngộ hết rồi. Ok, cảm ơn anh đón nhận. Nhưng mà em phải nói lại cái này một lần nữa, đó là em thấy anh quá lười suy nghĩ, lười suy ngẫm á, không có chịu dành thời gian cho bản thân để tự suy ngẫm và tự trả lời những cái vấn đề của bản thân. Cho nên là cứ hỏi 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 và người khác trả lời trả lời trả lời, nhưng cũng thế thôi à, không có đọng lại cái gì hết. Cho nên lại cứ tiếp tục hỏi hết cái này lại đến cái khác, và chẳng có gì thay đổi trong nhận thức cũng như trong cuộc sống cả. Nhận thức của anh chỉ có thể thay đổi khi anh tự hỏi bản thân và tự trả lời. Và qua cái quá trình chúng ta trao đổi nhiều lần trước đây cũng thế, em thấy anh quá lười suy ngẫm, cứ giao phó câu trả lời cho người khác, không có chịu suy ngẫm và không có chịu trả lời chính mình, không có quay vào bên trong chính mình, không có lắng nghe cái sự thông thái bên trong mình gì cả. Cứ hỏi người khác thôi, hỏi xong rồi người ta trả lời cũng không nghe, lại ngay lập tức lại hỏi câu khác nữa. Hỏi như vậy để làm gì đâu. Cho nên là cái người thông thái là người tự hỏi bản thân rất nhiều. Người thông thái không trả lời, người thông thái chỉ đặt ra câu hỏi, rất ít khi trả lời. Bởi vì câu trả lời nó mang cái sự giới hạn, nó mang cái sự đóng khung. Người thông thái đặt ra câu hỏi và chỉ câu hỏi là đủ, vì câu hỏi nó sẽ phá vỡ đi cái định kiến. Ví dụ như rất đơn giản như việc hỏi rằng tại sao việc gì phải ăn ngày 3 bữa, ngay câu hỏi đó nó đã thể hiện cái sự vỡ tan cái ảo tưởng rằng, cái định kiến rằng một ngày phải ăn 3 bữa. Đó. Tại sao không đói mới ăn? Tại sao không ăn cái lúc mà mình muốn ăn mà cái lúc mình cảm thấy đói? Đấy, chỉ là câu hỏi thôi. Nhưng câu hỏi đó nó mang cái sức mạnh phá vỡ những cái định kiến, những cái lầm tưởng. Đây là một người trí tuệ hay là một người thông thái thì họ thường xuyên đặt ra câu hỏi với chính bản thân họ, chứ không phải đi hỏi người khác. Và đặc biệt là không cần câu trả lời từ người khác, không cần câu trả lời từ người khác, không muốn nghe câu trả lời của người khác luôn. Có chăng chỉ là tham khảo, rất ít thôi, tham khảo cái góc nhìn của người khác, nhưng chỉ là tham khảo. Mọi quyết định phải là do bản thân, không phải để người khác quyết định câu trả lời cho mình được. Chỉ tham khảo thôi, và mình mới là người tự trả lời.
Đấy, đấy là một cái đặc điểm của người trí tuệ hay là người thông thái. Đó là tự hỏi bản thân, thường xuyên và liên tục hỏi, chứ không phải hỏi người khác. Hỏi bản thân, tự trả lời bản thân, thậm chí không cần trả lời, hỏi và ngay câu hỏi, hỏi càng chi tiết, càng rõ ràng, hỏi đến tận cùng, thì tự nó đã giải quyết mọi vấn đề rồi. Nên là câu hỏi càng rõ ràng thì càng không cần phải trả lời nữa, bởi vì câu trả lời nằm chính trong câu hỏi. Đấy, tại sao phải ăn ngày 3 bữa? Thế là trả lời được luôn rồi. Có cần ngày ăn 3 bữa không? Đấy, tại sao phải ăn như thế? Cho nên là em muốn nói thêm về cái đó với anh như vậy. Nếu không anh sẽ cứ hỏi cả đời thôi, cứ hết câu này đến câu khác, cứ hết vấn đề này đến vấn đề khác, rồi chả giải quyết được gì, chả đi đâu, chả đến đâu được cả. Nó vẫn cứ loanh quanh luẩn quẩn. Lắm lúc vừa mới hỏi thì vừa mới trả lời xong, mới được mấy giây lại hỏi câu khác rồi. Dường như không có cái thời gian để suy ngẫm về câu trả lời, không có muốn nghe, chỉ đọc cho nó xong, xong rồi lại tiếp tục hỏi. Như kiểu là khát kiến thức, khát câu trả lời ấy. Như kiểu là muốn lấp đầy trong tâm trí toàn là kiến thức, toàn là kiến thức, nhưng cũng chẳng để làm gì ấy, chỉ cho nó đầy thêm thôi ấy. Như thế thì nó đâu có tác dụng gì đâu. Và phải quan sát xem mình làm như vậy bao nhiêu năm rồi, có thay đổi được cái gì không. Nếu mà không thì phải thay đổi cách thức đi. Muốn thay đổi kết quả thì phải thay đổi nguyên nhân, thay đổi hành động, thay đổi lời nói, thay đổi tư tưởng, và đặc biệt là thay đổi nhận thức. Cứ còn hành động như cũ mà muốn kết quả mới thì khó đấy. Đúng rồi, anh ấy đang hỏi cho mọi người, nhưng mà ý là trước đó là cũng hay có thảo luận nhắn tin rồi thì gọi điện nữa, đang muốn nói riêng với anh ấy thôi. Đúng rồi, chỉ có mình mới cảm nhận được mình đang ở đâu trong cuộc đời này. Chỉ có mình mới biết mình như thế nào thôi. Nhưng nói đúng, mình hỏi như vậy chỉ để lấp đầy những khoảng trống trong lòng mình. Cho nên là có những cuộc điện thoại anh gọi em không nghe đó. Bởi vì em biết là anh chỉ hỏi nhưng mà không muốn nghe. Chỉ như kiểu là mình hỏi để rồi cho có người nói, cho có người tám chuyện thôi. Cho nên là nó chẳng giải quyết được cái gì cả. Nên những cái lúc em không nghe là để muốn anh tĩnh lặng. Còn từ bây giờ anh biết rồi đó, hỏi bản thân trước, suy ngẫm cho nó thật kỹ vào đủ cái vấn đề đó. Khi nào nhìn nhận ra rồi thì cái câu hỏi người khác thì là tham khảo góc nhìn của họ thôi. Mình phải tự thắp đuốc mà đi. Không có câu trả lời có sẵn cho đâu. Câu trả lời có sẵn cho nó không giúp mình tăng trưởng về nhận thức, nó không giúp mình tiến hóa được. Mình phải suy ngẫm về nó đã, mình phải thông hiểu về nó, mình phải tự hỏi bản thân, mình phải dằn vặt mình hỏi mình chứ. Sao mình lại để người khác làm hộ mình cái điều đó được? Tuấn Anh siêu thế cái gì? Siêu cái gì? Thiên Thanh chỉ có thay đổi và sống với điều mình lựa. Mình chọn lựa mọi thứ vỡ hòa hạnh phúc. Cái gì vỡ hòa hạnh phúc?
Rồi, ok ha. Buổi hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây ha, sẽ tạm dừng ở đây ha. Cảm ơn các tình yêu, cảm ơn các đấng sáng tạo yêu dấu đã lắng nghe và đón nhận. Gọi không nghe nhé. Không nghe chính là nghe, chính là để kết nối ở bên trong chính mình. Chị cảm ơn Tuấn Anh nhiều lắm, nghe em chia sẻ chị thay đổi rất nhiều cho cuộc sống hiện tại. Cảm ơn chị đón nhận. Hôm nay anh đã bóc một quan niệm cố hữu về tiền, và anh tin mình thay đổi được các định kiến đó thì cuộc sống vật chất của anh sẽ khác đi. Tin thì đôi khi vẫn là một cái sự kỳ vọng mà chưa hiểu rõ. Khi nào anh nhìn rõ những cái định kiến đó, anh thay đổi thì anh thấy rõ, à ra là vậy, và anh chắc chắn rằng nó sẽ thay đổi. Anh không cần phải tin nó thay đổi nữa, mà anh chắc chắn rằng nó sẽ thay đổi. Thì đó chính là cái lúc mà nhận thức nó thay đổi, thì nó chắc chắn nó thay đổi. Còn nếu mà vẫn tin là mình có thể thay đổi được, thì đôi khi vẫn còn một cái định kiến nào đấy, thế thì tiếp tục tìm nó và thay đổi nó đi. Đấy, em thì gợi ý như thế thôi, tiếp tục tìm kiếm đi đã. Rồi, chị Mỹ hỏi đi, hỏi chị. Mức độ nhận thức là cái gì? Là mức độ của sự nhận thức. Rồi, ok. Mày bốc phốt cái gì ở đâu? Rồi, có gì thì nhắn tin với mình hoặc liên hệ với mình qua Messenger. Cảm ơn các tình yêu đã lắng nghe và đón nhận ha. Cảm ơn. Hãy nhớ rằng tất cả là một. Tất cả là Thượng Đế, là tình yêu. Ok. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình và các live stream lần sau ha. Bye bye.